vạn duyên buông xuống, chăm chỉ niệm Phật. Từng giây từng phút nhớ nghĩ cầu sanh tịnh độ. Thế gian này không đáng để bạn lưu luyến. Nếu bạn nhớ đến tôi, bạn hãy niệm A Di Đà Phật là được, vì tôi cũng niệm Phật. Chúng ta tâm tâm tương ưng, cứ nghe kinh niệm Phật là được, là chúng ta ngày ngày gặp mặt nhau. Bất kỳ sự cúng dường nào tôi cũng đều không cần. Cái tôi cần là gì? Là các vị tự mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ cho thật tốt, để tương lai tôi ở thế giới cực lạc gặp được bạn. Đó gọi là chân thật cúng dường, tin sâu nguyện thiết, thật thà niệm Phật. Tương lai đến thế giới cực lạc, chúng ta lại ở bên nhau.